Cuộc chiến tài chính và gián điệp của Vương Nhất Bác chắc chắn là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất đầu năm. Trong 6 ngày kể từ khi bắt đầu phát sóng, nhiều chủ đề liên quan khác nhau như điểm nổi bật về diễn xuất của các diễn viên, hình ảnh xuất sắc và diễn biến tiếp theo của mạch truyện đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Báo cáo Data Win của ngày hôm qua đã được đưa ra. Trường Phong Giả lại đứng đầu danh sách với Ngụy Nhược Lai đóng góp 50%. Phim truyền hình Trường Phong Giả trên Duben mở màn với số điểm 8,2, điểm số thực sự tốt. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều hôm nay, Nhất Bác và Vương Dương sẽ là khách mời trong phòng trực tiếp ICG. Khán giả sẽ có cơ hội trò chuyện online với hai diễn viên chính của phim. Vương Nhất Bác đã thể hiện các cấp độ khác nhau của Ngụy Nhược Lai ở mỗi tập, thể hiện sức hấp dẫn đầy cảm xúc và sức mạnh bùng nổ của anh ấy. Bộ phim đã sử dụng những thay đổi và đấu tranh trên chiến trường tài chính để kết nối các thực thể xã hội khác nhau. Đánh giá từ những tập đã phát sóng đến nay, Vương Nhất Bác đã lý giải rất rõ tính cách và sự thay đổi trong tâm lý của nhân vật trong các tình huống xã hội đều rất nhập vai. Trong bộ phim, lời tiên tri của Ngụy Nhược Lai về tương lai của Trung Quốc cũng rất cảm động. Vùng đất cằn cỗi mà bạn thấy, hãy cho nó thời gian và sự kiên nhẫn, sẽ phát triển thành vùng đất kinh tế màu mỡ hỗ trợ thế giới. Đoạn thoại này của anh ấy đã trở thành xu hướng trên Douyin. Rất nhiều video đã lồng tiếng của Ngụy Nhược Lai. Vương Nhất Bác ra mắt lần này thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ngụy Nhược Lai đã từng bước tiếp cận công chúng và gây được tiếng vang với nhiều người hơn. Tất cả các diễn viên trong phim đều thể hiện diễn xuất tốt nhất của họ trong bộ phim này. Trường Phong Giả mở màn với Duben 8,2 điểm, chúc mừng đoàn làm phim. Trong khi mong chờ sự phát triển cốt truyện tiếp theo, chúng tôi cũng hy vọng rằng bộ phim tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ hơn cho khán giả và thị trường.